Chào mừng các bạn đến với kênh Món ăn hàng ngày. Bạn hãy đăng ký kênh của tôi và nhấn vào cái chuông nho nhỏ xinh xinh ở ngay bên cạnh để nhận được các công thức ăn uống tốt nhất cho bạn luôn khỏe mạnh, vóc dáng chuẩn, một làn da đẹp như ngôi sao nhé. Rau chùm ngây có hình dáng bên ngoài khá giống với rau ngót, nhưng kích thước nhỏ hơn. Tuy nhiên, không bị hạn chế món ăn như rau ngót. Với rau chùm ngây, bạn có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon. Một trong những cách chế biến rau chùm ngây ngon và bổ dưỡng phải kể đến đầu tiên chính là món rau chùm ngây xào trứng. Đây là món ăn đơn giản. Bạn có thể thực hiện món ăn trong vài phút cho bữa sáng hoặc bữa trưa bận rộn. Rau chùm ngây là loại rau giàu dinh dưỡng. Rau có thể sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày với công dụng thanh nhiệt, giải độc rất tốt cho cơ thể. Hầu hết các bộ phận của rau đều chứa nhiều khoáng chất, giàu chất đạm, vitamin và các loại axit amin. Trong lá và hoa tươi của cây chùm ngây có chứa lượng vitamin K nhiều gấp 3 lần so với lượng vitamin K trong quả chuối. Lượng vitamin C trong chùm ngây cũng cao gấp 7 lần so với lượng vitamin C có trong quả cam. Lượng canxi cao gấp 4 lần so với sữa. Lượng vitamin A cũng nhiều gấp 4 lần lượng vitamin A trong cà rốt. Lá chùm ngây rất giàu dinh dưỡng, đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO đã xem đây là một loại thực phẩm phù hợp với các phụ nữ sau sinh bị thiếu sữa và trẻ em bị suy dinh dưỡng. Đối với món rau chùm ngây xào trứng thì giá trị dinh dưỡng được tăng lên rất nhiều. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng thì món ăn này có nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ các vitamin cho cơ thể như là vitamin A, C, B, vân vân, canxi và sắt cho cơ thể người sử dụng. Đây là một món ăn bổ dưỡng không những cho trẻ biếng ăn, thấp còi mà nó còn tốt cho mọi đối tượng. Bạn hãy cùng món ăn hàng ngày vào bếp làm ngay món rau chùm ngây xào trứng nhé. Rau chùm ngây tước bỏ cọng và nhặt bỏ những lá hỏng. Sau đó đem rửa sạch. Vớt ra rổ và để rau cho ráo nước. Hành khô băm nhỏ. Ớt ngọt, bỏ hạt. Thái miếng nhỏ. Nếu bạn không thích ớt thì cũng có thể bỏ qua. Đập hai quả trứng vào bát. Thêm một thìa nhỏ bột nêm hoặc bột canh. Đánh cho trứng nhuyễn ra. Đun nóng chảo trên bếp. Thêm dầu ăn vào. Khi dầu ăn nóng già thì cho hết hành khô vào phi. Khi hành thơm và đã vàng rồi thì cho rau vào. Các bạn lưu ý xào rau với lửa vừa, vì cái rau chùm ngây nếu mà nhiệt cao quá thì cũng mất đi chất dinh dưỡng. Thêm một thìa dầu hào.
Bạn có thể thêm gia vị mắm mì chính tùy theo khẩu vị của gia đình bạn. Khi rau vừa chín tới thì bạn đổ trứng vào, khuấy cho đều để trứng bám đều vào lá rau. Chỉnh lửa ở mức thấp. Các bạn thân mến, các bạn hãy cho tôi xin một like, chia sẻ video và đăng ký kênh để giúp tôi có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa nhé. Sự hỗ trợ của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho tôi. Cho ớt vào. Xào thêm một chút nữa để trứng chín. Chỉ với một vài thao tác như vậy, bạn đã có một món rau chùm ngây xào trứng thơm ngon bổ dưỡng để cả nhà cùng thưởng thức rồi. Một số lưu ý khi sử dụng rau chùm ngây. Rau chùm ngây tuy là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, song các bạn lưu ý một số vấn đề sau. Rau chùm ngây chứa nhiều dinh dưỡng, trong đó có một hàm lượng vitamin C và canxi cao. Nếu như bổ sung quá nhiều thì sẽ dẫn đến dư thừa canxi và có thể dẫn đến hậu quả xấu đối với sức khỏe. Rau chùm ngây cũng có thể gây mất ngủ, nên tốt nhất không nên ăn vào buổi tối. Các bác sĩ cũng khuyên phụ nữ mang thai không nên sử dụng rau chùm ngây, bởi vì rau chùm ngây có hại cho thai phụ. Nếu như người sử dụng đang ở 3 tháng đầu của thai kỳ thì rất có thể dẫn đến sảy thai, vì trong loại rau này có chất có khả năng bôi trơn bề mặt tử cung, khiến thai nhi dễ dàng trượt khỏi thành tử cung bất cứ lúc nào. Đối với chị em đang ở tháng cuối của thai kỳ cũng không nên ăn rau này, vì nó có thể gây ra sinh non và em bé kém khỏe mạnh khi sinh ra. Chúc các bạn và gia đình có những bữa ăn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.